bao người kính nể họ gọi một tiếng anh hai. Nhân trung thiên hạ vang danh bốn biển kêu hùng một tiếng anh hai. Huynh đệ lắm nạn chẳng ngại nguy nan a lâu là có anh hai. Thờ quan nhị ca sống đời trượng nghĩa chính đó đó là anh hai. Giang hồ trượng nghĩa bao người kính nể họ gọi một tiếng anh hai. Nhân trung thiên hạ vang danh bốn biển kêu hùng một tiếng anh hai. Có tiền có quyền có tiếng nắm đàn cán trong mọi cuộc chơi. Đàn em thẳng tắp hai bên cúi rạp đầu khi anh này tới. Trời bước vào chốn giang hồ với anh trang mang theo là một chữ nét. Chơi từ cách mang đồ khi anh xuất hiện reo vang lên một chữ khiến. Xong đúng không sai, mày nói tao sai thì mày phải ngó lại. Chữ tính và nghĩa luôn để hai vai, biết trước biết sau có qua có lại. Đàn em đâu, chơi điệu nghệ, sống nghĩa khí bao người phải nể. Mấy thằng nhóc lóc chóc thích sắc anh buồn, có chai bia ở đây để tao chỉnh mày luôn. Dạ. Lúa chín anh thích cúi đầu, nhìn lúa non nó đi thể hiện. Cứ thi đua mà giành phần ngu, như con ếch chết tại lộ miền. Mày khe người khác bằng dao và súng, tao tỏa sát khí chỉ bằng cái nhìn. Trên cuộc vui cười cười nói rồi chôn cái mạng mà trong lặng thinh. Quyền lực tao phát ra từ đôi môi với lời đề nghị không thể từ chối. Một tiếng nói của anh hai tôi tài lộc cứ thế không mời mà tới. Đường anh đi mưu trí phò trợ, việc anh làm cá tính bảo kê. Đã gọi tao một tiếng anh hai thì ta sống như huynh như đệ. Đường anh đi mưu trí phò trợ, việc anh làm cá tính bảo kê. Trí dũng song toàn vững vàng trên ngay. Nhắc mày nhớ tên người ngồi ghế là anh hai. Giang hồ trượng nghĩa bao người kính nể họ gọi một tiếng anh hai. Nhân trung thiên hạ vang danh bốn biển kêu hùng một tiếng anh hai. Huynh đệ lắm nạn chẳng ngại nguy nan a lâu là có anh hai. Thờ quan nhị ca sống đời trượng nghĩa chính đó đó là anh hai. Giang hồ trượng nghĩa bao người kính nể họ gọi một tiếng anh hai. Nhân trung thiên hạ vang danh bốn biển kêu hùng một tiếng anh hai. Có tiền có quyền có tiếng nắm đàn cán trong mọi cuộc chơi. Đàn em thẳng tắp hai bên cúi rạp đầu khi anh này tới. Khi anh này tới. Đâu anh Lợi? Đâu quá. Ôi trời ơi, đổ máu, tội nghiệp quá, không dám đeo băng cá nhân luôn á trời, sợ sai đó con. Đúng rồi, một diễn viên có tâm. Anh sợ sai đó con. Băng lên ha, không thấy đâu ha. Chơi đi được rồi. Chơi đi anh em ơi. Chơi đi. Mọi người ơi, còn lấy này thấy mọi người là cái sự giòn. Anh em phim nè. Hello tất cả mọi người, hello tất cả các khán giả ở bên anh em phim của đạo diễn Đinh Trung Hiếu. Mình là Lợi Trân. Hôm nay mình quay một cái cảnh hành động sắp tới cùng với anh Quốc Học Tuyên và tất cả anh em cascader ở bên đạo diễn là Ben đó. Thì cái cảnh hành động này là đánh rất là đông người và rất là nguy hiểm, tại vì là sẽ đánh đông và sẽ có vũ khí nên là rất là nguy hiểm. Và cảnh này phải rất là cẩn thận để mà không thì sẽ bị sát thương. Thì không biết là hy vọng là sẽ mọi thứ sẽ suôn sẻ, và hy vọng là sắp tới là khi mà anh em phim ra dự án anh hai này sẽ rất là mong được sự ủng hộ của tất cả các khán giả của anh em phim, cũng giống như là khán giả của Lợi Trần sẽ ủng hộ cho anh em phim dự án anh hai này, tại vì là đây là một dự án mà đạo diễn Đinh Công Hiếu rất là tâm huyết, và điều đó làm cho Lợi rất là quý. Và Lợi qua đây chơi với Hiếu cũng giống như là anh có đầu tiên qua đây chơi một cách là anh em phim luôn đó. Và muốn gửi đến những hay nhất, mới nhất và tốt nhất về drama hành động cho các bạn xem, và cũng nhớ ủng hộ kênh anh em phim nha cả nhà ơi. Yeah. Rồi cảm ơn Lợi. Anh Tuyên hôm nay mình quay thứ hai có thấy mệt không? Sao nghiêm như vậy? Tôi nói là tôi thấy ghê lắm. Thấy ghê lắm á. Hàng thiệt ha. Thiệt. Mệt không anh? Sáng giờ quay mệt không? Anh trong bò mà mệt cái gì? Em thấy sáng giờ ngồi bắt điện thoại không à? Nói chung là Tuyên cũng may mắn là Tuyên được công tác đó là Đinh Công Hiếu cũng vài dự án rồi. Từ cái phim của anh Ưng Hoàng Phúc nè, rồi cái phim Về Nhà Là Tết mới hôm Tết vừa rồi làm với Hiếu, và bây giờ là một dự án này tiếp theo nữa. Thì may mắn là anh em cũng có duyên với nhau, khi làm việc anh hai anh em cũng hợp cả với nhau. Đây là một dự án cũng do Hiếu đầu tư. Dự án này là Tuyên biết là Hiếu phải chịu mỗi phần túi đây, Hiếu đầu tư tất cả mọi thứ. Kịch bản rất là ok, nói chung cũng khá là nặng.
Hiếu tâm sự hoài anh Tiên ơi, sao làm phim khổ quá anh Tiên, mình cần tốn tiền không, không có tiền gì hết vậy. Thật sự là anh em nghệ sĩ với anh diễn phim và đạo diễn rồi nọ chỉ muốn là mang những sản phẩm tốt đến mọi người. Nếu mà nói không có tiền thì cũng không đúng, ít ra cũng phải có tiền, cũng phải có nguồn vô nguồn ra chứ mới có tiền để tái đầu tư. Và chắc chắn là những cái phim Hiếu làm mà được khán giả ủng hộ nhiều, mọi người xem nhiều thật nhiều thì đó là nguồn động lực và cũng có chút thêm thu nhập để cho Hiếu tiếp tục sản xuất những phim tiếp theo nữa. Cũng giống như Tiên mà làm phim mình mà được khán giả hưởng ứng nhiều, giống như phim Ba Chốt Tiên vừa làm được rồi đó, mọi người hưởng ứng thì Tiên sẽ có động lực cho ra những sản phẩm chỉnh chu hơn nữa. Mọi người đón xem phim này của Tiên Công Hiếu nha. Rồi hãy ngoài dịch đi, hãy ngoài dịch kia đi, đừng có anh em bên ngoài đừng có kéo cửa ra nha, đập cửa đừng có kéo ra là mở luôn á. Rồi ok, rồi 3, 2, 1 rồi anh Tiên phải nhanh đi để hồi mình cái tay này. Rồi bây giờ anh đấm xong đứng dậy nha. Đứng dậy thở, vĩnh còn thở thì kiếm với nhau đó. Thở là đủ. Rồi hết rồi, rồi hết rồi. Gắn cái lát vào, gắn cái lát phải ba câu là được. Xin. Rồi. Cắt rồi cái này. Cho mẫu tay anh luôn đi. Đúng rồi, chơi cái đầu này là mấy cái nắm đấm á. Ừ đúng rồi. Tội nghiệp quá. Ok. Rồi lên. Cố ao qua đây đi hảo rồi. Tai nạn thiệt rồi, tội nghiệp hào quá. Cái tai thiệt luôn. Ngoan nhé. Biết thân đúng rồi. Đăng clip này lên live phim cho mọi người biết là diễn viên cực khổ cỡ nào, mệt đau hả? Ôi ngày đâm chém hoài. Mặt hiền như một thiên thần. Toàn là đóng vai ác. Kỳ thiệt á chứ. Đạo diễn kìa, mang vốn đạo diễn kìa, mang diễn, đạo diễn ơi. Anh Tiên nói là mặt anh Tiên hiền như thiên thần mà sao chơi đóng vai ác không vậy? Sao? Em thấy là anh Tiên đóng phim vui vẻ, phim gia đình, phim hài hước, đóng những vai hiền lành, tốt bụng là quá nhiều rồi. Khán giả đã quá quen này, thì sẽ mang đến một cái màu sắc mới. Mà anh Tiên có thể một cái nhân vật rất là rõ ràng với cái mục tiêu của mình và theo đuổi cái mục tiêu đó tới cùng bất chấp mọi thứ. Cá tính rất mạnh, cá tính rất mạnh, quỷ diệt hết, đạo diễn ngoài đời quỷ diệt luôn.